này kích thủ gì kích cá này, làm em sụp cụ nữa nè. Ấy rô phi úi đấy khớ phết đi, anh nhích lên tí nữa là nó ấy mà. Nhưng mà thôi bắt rô phi làm gì, để em tốn điện này. Nhìn nó thích mắt. Ui, con gì đó, sạch cái đấy. Con gì đó. Cái vật đấy tôi ta đấy. Cái vật ngắn đâm ra những cái rạch này là chịu chết. Khổ lắm. Đồ to anh ơi. Đồ cụ ấy, ui. Đồ to thế. Úi giời. Cá phi. Con này bé. To gì con này. Con này gọi là hạng chóng chắt thôi. Đấy, à xoài. Ui. Sộp như cắm đầu này sao? Không, với con cắm đầu này cơ. Đấy, kịch nguồn rất ác nhỉ. Tâm túng luôn này. Ui. Được khi. Không còn đấy bé. Còn đấy còn thua. Nó phải bằng cái dép. Bắt nó mới sướng. Đây chưa to. Chưa thua. Loại này bắt làm gì? Vậy gọi tép diu. Đấy, sộp đấy. Trắng tao à. Đấy, bắt cái loại này nó mới sướng. Đấy, kìa. Nó nguồn này. Làm đôi sộp ngon lành nữa. Đôi sộp, đôi Jota. Con nọ vào rạch kia sộp dính liên tục. Làm gần chục chú. Cái loại nhàng nhàng kiểu vừa đấy. Dù chạy. Đấy, dù ấy. Dù thì nó là cái loại chống điện tốt nhất này. Ui giời. Nguồn đấy. Đấy, đợi bên trong thì đang đọng cá sộp. Nhưng mà không vào được. Đấy, con gì? Con phi à? Phi. 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 Phi.
nhiều con giếc. Cho giếc sẵn. Bên kia vào đây đất tứ. Đấy, chạy rồi. Phi, phi đấy. Con bắt Goofy to quá đấy là phải vặn lên tí nữa. Dù vẫn chạy kinh lắm. Ui! Dọn bé, dọn bé. Dọn bé. Nó đen đen à? Giống như cái tàu ngầm. Nhìn giống thế này. Đấy, mại đấy. Vào ruộng nhiều mà khi nào nó phải rút nước ấy. Lấy đấy ngập bờ đấy. Cá vào trong ruộng nó mát đấy. Nhiều đồ đấy, giếc ấy, rồi giếc, giếc 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 vạt ngắn lấy vật nữa. Vạt này và thạch này thì có khóc ấy. Tiếc đồng ngon nha. Ôi nhớ. Chim rồi. Giếc con phi, con này con phi. Ô giếc mà. Giếc giếc, con này con khác. Con này giếc to hơn. Ừ giếc. Ô đấy, dí đi. Không, nó vẫn ở đây. Đây con này, kia. Đâu, bỏ tay, bỏ kích. Đây, đây con mại này. Đấy, giếc tròn đấy. Còn con dưới kia thì 3 con. Sầu lắm. Sầu lắm, mở nghiêng. Con kia bé, con mất bé. Con này mới. Con này các bạn mình nhìn thấy tròn tròn, mình nhìn thấy giống phi. Giếc là giếc giống mới sợ. Nhìn nó ngắn nhỉ. Người ấy tròn như đồng tiền. Béo nhỉ. Đấy, con nữa đấy. Dí đi, cho đơ đi. Giếc. Dí đơ đi. Hai con ấy. Con mại tính làm gì. Đấy, bắt giếc ở sát con mại xem. Phải dí cho đưa đi thì nó không chạy hết. Đấy, chỗ đấy đấy. Đấy, đấy. Nó đấy. Ủa, chim rồi. Đấy, ngon, phát đi. Đấy, giếc không phải ngon. Ra cái nắm giếc mà. Giếc thì nó không đi mấy, nó như con rô. Đấy, giếc ấy, mùi loại này về rán giòn cuốn ra lốt này. Bắt ít mại bầu nữa anh. Mại nhớ nhớ. Đó, áo kia, rán ba đầu ngón tay cái mại bầu. Thế mại bầu rán thơm cực.
đấy, giết đầu vật đấy, đấy ủi bé ăn ngon. Dọn bé con. Đấy, ủi thấy chưa? Giết ngon chưa? Đấy, về rắn giòn lên. Ui giếc. To. Về cái sẵn cái giếc rồi. Đấy, rô phi. Rô phi. Rô phi, phi thôi. Chứ cái con chết này chết rồi ngay. Phì chứ mẹ ơi, tốn điện. Ừ. Chép được như thế đã tốt. Đấy, rô ấy. Đấy, con gì nguồn ở giữa đấy. Đấy, Tota phải. Nhìn giống Tota đấy. Đấy, hai mại nhấn. Đầy mại. Đấy, to đấy. Mà xương nó mềm. Thế mà bé bé này lười bắt chứ bắt rồi ăn ngon. Ừ, con bé ăn đầu tiên đấy, con đấy ăn đầu tiên đấy. Đã. Nhìn nó thích mắt. Mỡ chiếc đồng ngon mà. Đợt rạch cái đầu xa nó tháo làm phát lưng thùng toàn giếc đồng. Right.
đấy, ủi vại ngoan thế, không tóm à? Này ít dùng tí, gần như không có. Giết kìa, nó ra mãi kìa, đấy, mãi to ấy. Đấy, ui. Nó đi theo đàn. Đấy. Ui đấy, giết, giết ngon đấy. Kìa kìa. Đấy đấy đấy. Đấy. Uầy. Giết to chưa? Đây mới ngon. Và giết trước. To nhỉ? Toàn giết cụ. Giết ngon này. Đấy, cá mại to đấy. Đấy, con đấy là... không hết được à? Cái cái không hết được. Đấy, đoạn này đẹp đấy. Nắng là những cái chỗ này nó hay dựa. Trắng khâu ấy cả mại đấy, lỗi như phao. Gì nó đâm đầu vào chứ. Ui, ui, ui.
nhau nhau rồi. Đấy, con này ra hồi. Rồi. Nhảy mạnh đấy. Hay chìm không? Hả? Có chìm không? Đuổi này về góc kia là ra đồng thoáng mát. Nắng này nắng nhiều là vẫn dễ chịu. Đấy, cầm lại.